Vâng, Đầu Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Thì hiện tại đang là 2 giờ chiều của ngày 28 tháng 10 và những ngày cuối cùng tháng 10 rồi. Trời sắp chuyển sang mùa đông rồi. Và hôm nay thời tiết này cũng đang mưa phùn. Tại chúng tôi, cơ sở tôi là hiện tại thời tiết đang mưa phùn rồi. Thì hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng tay 12 gồm 6 món và làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì bộ sản phẩm này hôm nay chúng tôi giới thiệu khác với những bộ lần trước là bộ này chúng tôi được làm tay liền khối. Đó, tay liền và khác với những bộ trước, dày dặn hơn và gỗ được chọn lọc đẹp hơn. Đây, bộ khá là VIP của chúng tôi. Đây là tổng thể hình ảnh của sản phẩm nhé. Trời bây giờ nó cũng đang lất phất mưa rồi. Tôi sẽ cũng giới thiệu nhanh thôi. Thì tôi giới thiệu hai chiếc ghế nhỏ trước. Đây quý vị thấy là bộ này của chúng tôi là được chọn lọc gỗ rất là đẹp. Đấy, về phần vân gỗ cũng như là gỗ rất là đẹp. Đây là phần cột ghế nhé. Tôi, như tôi đã giới thiệu ban đầu là cột ghế chúng tôi là làm liền khối. Quý vị thấy là cột ghế liền khối này. Những cái bộ thông thường của chúng tôi ấy, thì là tôi sẽ chắp từ đây. Tuy nhiên bộ này thì chúng tôi là làm liền khối, rất là giá trị. Như là vân gỗ thì thấy vân gỗ này rất là đẹp. Đây là chúng tôi để nguyên mọc thôi. Hiện tại chúng tôi để ngoài sân thì là do thời tiết nó mưa nên nó ướt như vậy. Khi hoàn thiện lên thì là vân gỗ sẽ nổi lên đẹp hơn nữa. Bình thường là gỗ hương đá này là có màu trắng, như đây tại dính nước mưa nên là nó sẽ hơi thẫm đỏ quý vị nhé. Phần gỗ lạt thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Đó, cái mẫu mã thì là vẫn giống như mẫu bộ trước thôi. Tuy nhiên tôi bộ này khác ở chỗ là nó làm tay liền cũng như là gỗ nó dày dặn hơn. Dày dặn hơn những bộ trước rất là nhiều quý vị nhé. Đây cả những tay trống này, cực kỳ dày, cả những cái cục trống này hay là những cái phần xương này, vách này đều dày hơn. Mọi thứ đều dày hơn những cái bộ sản phẩm thông thường. Đây là vân gỗ. Trời mưa khá là mau rồi quý vị ạ. Đây, vân gỗ tôi quay toàn cảnh chiếc ghế con cho quý vị thấy được cái dáng ghế rất là đẹp. Nó hài hòa. Dáng ghế nó đẹp, nó hài hòa. Rồi về chiều cao cũng như là chiều ngang, chiều sâu thì là nó rất là hài hòa. Tiếp theo thì tôi giới thiệu chiếc bàn. Bàn liền một tấm và vân gỗ đây, quý vị thấy thế. Gỗ hương đá này chúng ta chơi vân rất là đẹp, rất là giá trị. Đây là chiếc đua nhỏ nhé. Tiếp theo là chiếc đoạn dài. Tôi quay một vòng tổng thể cho quý vị có thể xem được. Đây. Trường ghế là vẫn được đục chạm mà rơi và dưới là có hồng chỉ. Đấy, quý vị có thể thấy được. Thì quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám. Cơ sở tôi có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Và số điện thoại là 0987 510 806. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của cái bộ sản phẩm này ở bên dưới đường link mô tả website để quý vị có thể xem được chi tiết hơn. Tôi lướt qua thêm một vài góc máy quay hơn nữa để kết thúc video vì hiện tại là trời nó đang đổ mưa thôi. Đấy, chiếc ghế dài này, bàn đây. Những cái phần loang loang này là lại tại nước quý vị nhá. Chứ còn gỗ lạt thì rất là đẹp rồi. Không có gì để chê rồi. Đây tôi đứng một lần nữa. Toàn thể, toàn bộ sản phẩm cho quý vị có thể xem được. Rất là đẹp. Vì quý vị và kê vào phòng khách thì là nó sẽ tôn lên cái và phòng khách của nhà mình lên rất là nhiều. Ok. Đây quý vị thấy là trời đang mưa rất là màu. Thì tôi xin kết thúc video của mình tại đây nhé. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác.